Trong năm qua, Chipu là cái tên gặt hái được nhiều thành công không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế. Sau Đạp Gió 2023, cô nàng liên tục có cơ hội biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn hoành tráng tại Trung Quốc. Mới đây, trên kênh TikTok Fan Club của Chipu vừa đăng tải đoạn clip phiên dịch đoạn tâm sự của một bạn fan người Trung Quốc nhắn gửi đến nữ ca sĩ. Bạn fan này bắt đầu theo dõi Chipu từ hành trình Đạp Gió 2023 với những nỗ lực cũng như cố gắng của nữ ca sĩ trong suốt chương trình đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của bạn khán giả này. Nguyên văn chia sẻ của bạn fan Trung Quốc về Chipu sau khi đã được phiên dịch: "Đây là lần đầu em dùng cách thức này để bày tỏ sự yêu thích đối với chị, nhưng giữa chúng ta lại không hề xa lạ chút nào. Mỗi lần xem tiết mục của chị, nghe những bài hát của chị, những tác phẩm của chị, em đều cảm thấy vô cùng vui vẻ và xúc động. Nhìn chị lại tiến thêm một bước, đến gần hơn với mộng tưởng của chính mình, em cảm thấy thật kiêu ngạo và yên tâm. Bài hát và sân khấu của chị đều giống như chị vậy, đều đang tỏa sáng. Gặp gỡ chị là tại sân khấu của Đạp Gió, bắt đầu chỉ là bị vẻ đẹp tươi sáng, phóng khoáng của chị làm cho thu hút, nhưng dần dần em đã bị chính con người chị làm cho cảm phục. Chị rất yêu sân khấu, dáng vẻ nỗ lực của chị đã trở thành động lực để em tiến về phía trước, bởi vì tâm hồn của chị đang hấp dẫn em. Chị đã tạo nên những sân khấu tuyệt mỹ, đồng thời sự kính nghiệp và trách nhiệm của chị đối với sân khấu cũng là sự thể hiện cao nhất đối với việc hoàn thiện bản thân mình. Con đường phía trước vẫn còn xa và dài lắm, nhưng chị sẽ không bao giờ cô đơn một mình. Phía sau của chị là hàng ngàn Sunny luôn ủng hộ, yêu thương, ủng hộ chị vô điều kiện. Đồng thời, em cũng mong rằng có thể biến thành sức mạnh để cổ vũ cho chị tiến về phía trước, cũng giống như bài hát Hoa Dưới Mặt Trời vậy. Trong nước thang ranh giới của cuộc đời, chị đã chọn làm việc chăm chỉ, không sợ hãi. Đứng trước thiên biến vạn hóa của cuộc sống, chị không tô vẽ giả dối mà chỉ là chính mình. Con đường phía trước đều là thường không biết trước, cũng tràn ngập những điều không chắc chắn. Có lẽ sẽ có lúc chị cảm thấy do dự, không biết làm sao mang một tâm trạng thấp thỏm để bước đi. Em muốn nói với chị rằng điều này là vô cùng bình thường. Chúng ta có thể làm mặt trời giữa ban ngày, cũng có thể làm mặt trời trong đêm tối. Dù cho trong đêm đen vô minh, ánh sáng trong tâm chúng ta vẫn như cũ, từ từ hội tụ thành những tia sáng chiếu sáng phía trước. Xin chị đừng hoài nghi chính mình. Hãy tin rằng chị xứng đáng với rất nhiều yêu thương dành cho chị, giống như một bông hoa tươi đẹp đang hưởng thụ tắm gội dưới ánh mặt trời. Xin hãy kiên định với niềm tin trong tim chị, dũng cảm tiến về phía trước vì mộng tưởng của chính mình nhé." Về phía Chipu, sau khi xem toàn bộ tâm sự của bạn khán giả này, nữ ca sĩ đã chia sẻ lại trên story trang Instagram cá nhân, cho thấy Chipu vô cùng trân trọng và biết ơn những tình cảm từ fan. Có thể nói, ngoài sự cố gắng, tài năng, Chipu được fan xứ Trung đánh giá cao về nhan sắc, gu thời trang. Mới đây, không hẹn mà Chipu diện cùng hai thiết kế giống với Bạch Lộc và Vương Sở Nhiên, màn đụng hàng với hai mỹ nhân nổi tiếng Cbiz cũng cho thấy đại diện đến từ Việt Nam cũng không phải dạng vừa đâu. Chipu hoàn toàn ao trình Bạch Lộc khi diện cùng một set đồ của Gucci. Ngôi sao Việt Nam ghi điểm với diện mạo sang chảnh, quyến rũ cùng thần thái ngút ngàn, kiểu tóc xoăn mang hơi hướng cổ điển cũng giúp Chipu chiếm hoàn toàn lợi thế trong cuộc chiến đụng hàng này. Trong khi đó, Bạch Lộc cũng hoàn toàn mất điểm với bộ cánh này khi tham dự sự kiện của Gucci. Diện mạo của diễn viên được cho là kém sang, thiếu khí chất minh tinh qua cam thường, khác xa với những hình ảnh được photoshop kỹ càng do phòng làm việc đăng tải. Gặp đối thủ nặng ký như Vương Sở Nhiên với tạo hình xuất sắc cùng đôi chân cực phẩm, có thể thấy Chipu vẫn không hề bị lép vế. Nữ ca sĩ vẫn tôn được hoàn hảo bộ đồ cũng như đốn tim người hâm mộ với visual 10 điểm, tạo nên màn đụng hàng bất phân thắng bại khiến người hâm mộ khó lòng lựa chọn. Một số bình luận của fan Trung: "Chipu từ thần thái đến dáng đều đẹp, mặt sang áp đảo Bạch Lộc luôn. Chipu với Vương Sở Nhiên ao trình, ai diện cũng đẹp. Hóa ra không phải trang phục xu hại Bạch Lộc mà do cô không đủ sang để diện, nhìn sang Chipu khác hẳn. Dáng chi săn chắc nhìn mê thực sự, visual cũng sáng bừng áp đảo Bạch Lộc. Vương Sở Nhiên thì hơi khó chọn, như Bạch Lộc thì Chipu thắng trước, sang hơn hẳn luôn."